Anh em à, game này một tháng chỉ nạp 30k. Ta sẽ đánh bại ngươi tại đây. Đây là tài khoản ta đã chơi 3 ngày. Xem trang bị vô cấp của ta đây. Một món, hai món, ba món. Hãy xem sủng vật này. Cái này không phải full cấp, còn là kỹ năng cao cấp, cũng từ đào bảo mà ra. Ngươi đừng không tin, để ta đào thử lại. Wow, thấy chưa? Trang bị vô cấp, lần nữa nè. Wow, liên kích cao cấp. Tỷ lệ này chơi 3 ngày rồi. Có phải chậm quá không nhỉ?